Đây. Cũng tí nó xin Đây con ơi, đây cả duyên con ơi, đây con ơi, đây con ơi. Đó. Đó các bạn ơi, cả duyên không ạ? Khá 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 quá, khá là to luôn đây. Đạt chưa? Ừ các bạn ơi, quả ngon quá. Ở dưới bự. Đó, ui da đạt chưa các bạn. Hello, chào các bạn nha. À, chào mừng các bạn đến với kênh Sinh Tồn của Bí Tạc nha. Hôm nay anh em mình sẽ đi tìm thức ăn các bạn nha. Anh em mình sẽ xuống cộng cộng mà. Có một mương nước, anh em mình sẽ xuống tìm thức ăn ở đây các bạn nha. Anh em mình xuống một cá một tôm đấy. Anh em mình sẽ bắt ếch quá. Mình phát hiện có nhiều cá ếch các bạn. Đây. Mình đi gồm Hiệu, Đặc Đạt và Kinh các bạn nha. Đó, và anh em sẽ tiếp tục công việc. Hiệu sẽ đi mua ếch các bạn. Đó, vô vô cổng đi. Mua luôn à? Mua luôn. 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 Mua một luôn. À, đạt phải không cả bụng các bạn nhé. Con nhá. Đấy, cũng khá to quá này. Da, quả đạt các bạn ơi. Đây, 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 đây các bạn ơi. Quả sướng các bạn ơi. Đây, bạn thấy cái bụng này. Bằng ngón tay luôn các bạn này. Da, đạt chưa? Đó, hang đạt là mày ngon đó. Ui, đạt cho bạn ơi. Thì mà hai ba con nhà em đủ ăn thôi. Ơi, đã được hai con. Đây sẽ tiếp tục tìm hang các bạn nhé. Con bắt khỉ á. Mua làm đồng chẳng các bạn nhé. Thôi đi. Anh em lại tiếp tục quá. Hồ đầu tiên em mồi được món cá các bạn ạ. Món cá cái bụng khá to nhưng đi một con một ít em sẽ hồ thứ hai các bạn nhé. Giờ anh em sẽ xuống các bạn này. Xuống kiểu đến tôm các bạn. Hồi nãy khả năng của tôm mà. Đừng nấu. Đây, đã bắt được con thái các bạn, vừa xuống các bạn này. Đó, một con các bạn nhé. Đã bộ luôn. Đó, có con thái gần mình các bạn. Hai bạn nhỏ phải ăn ếch các bạn nhé, bắt được không? Cho một chùm rau rồi ấy. Nghe nghe mình không có dương biệt các bạn. Ai có dương mắc dương thì được. Từ 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 từ. Bình bình ta. Từ từ từ. Chừng lại, hai em chừng lại cuộn cái bắt để cho mọi người xem coi. Ô sậy rồi mọi người. Khá là to bạn. Rồi Hiếu sẽ đi tìm hắn ếch các bạn. Ếch xin ơi. Đây, hồi các bạn này. Đó, 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 đó. Đấy, Hiếu sẽ múc hắn ếch thằng hai các bạn nhé. Đấy, đây, đây là ếch đầu tiên rồi em. Ôi à, quả mệt mỏi bạn. Đấy, là ếch mở hàng của em mình này. Đến bắt được 3 con nữa nha. Đó. Cái mà chảo mà ăn ngon lắm. Hiếu quyết tâm không à. Đó. Con lạc của xe cái nối rồi bạn. Lại một quả cá kim
đi cũng khó cái dìa được lắm nha. Đấy, cái dìa đã dán nha mọi người. Là nước gì thiếu như cái mô. Một cái dìa xin ơi. Đây, đó cái dìa bạn này. Đây. Cũng tí nó sẽ không. Đây con ơi, đây cái dìa con ơi, đây con ơi, đây con ơi. Đấy. Đó các bạn ơi, cả dìa không ạ? Khá quá, khá to luôn đấy. Đã chưa? Ừ các bạn ơi, quả ngon quá. Cái bự. Đó, ui da đã chưa. Hôm nay mình trúng mạnh rồi, có cua bạn này, có cả dìa các bạn này. Sao luôn mà có một bụng này. Có cả cả dìa. Đi kẹp à? Không chứ không? Cho anh em mình được một bộ bụng này thôi. Đó, thành quả nên bắt một thời gian các bạn ha. Nãy được một mở các bạn ơi. Bụng cua của mẹ anh dìa. Bụng cua chứa của anh em mình ha. Đó, bụng cua bằng bụng cả bụng của bạn này. Vì muốn cà dìa mảnh ghẹt các bạn, anh em mình sẽ tìm cái chỗ của anh em mình sẽ sơ chế anh em nấu nướng ăn luôn hả? Ở đây thấy nặng các bạn, nên anh em mình sẽ di chuyển tại cái hồ cá lóc đi, hồ lóc anh em hay bắt, anh em mình tạo ra sự mạc các bạn, anh em mình sẽ sơ chế cái sự hải sản này, anh em mình ăn ngủ ở đó luôn, đi, anh em đi, anh em mình ra cái hồ cá lóc các bạn, đây cái hồ cá lóc này, hồ anh em hay bắt cá lóc mà, ngoài đi mạc, anh em mình sẽ ra ngoài đi sơ chế sự hải sản nó bắt được mà, đó có cua có cá này. Có hai nghề mà bị sạch các bạn, anh em trong thời gian em ở đây thì bị lụt mà nên hai nghề chạy ra rồi, anh em còn cua và muốn cả bụng to hay bụng nhỏ, muốn cả dưa các bạn này. Bây giờ trong thời gian chờ đợi sẽ cho bạn nhỏ chơi một trò chơi ấy, trò chơi gì đấy, thầy trai các bạn. Nhưng mà chơi không á thì thằng bình thường chơi phải có hình phạt, thì mình nâng cao trí tuệ được đúng không? Lên bảng năng game thủ, bảng năng của game thủ đúng không? Đúng, ai thua sẽ bị quẹt luôn, nghe rồi. Okay. Người nào chiến thắng sẽ quẹt hai người còn lại, ok chưa? Okay. Ok, cuộc chiến sẽ bắt đầu. Xong đi mua vàng xe băng. Cái thẳng rồi. Chưa, thẳng rồi, thẳng mới được quẹt. Đó, chuyển thẳng rồi. Quẹt. Hai ngón này cho nhiều. Quẹt mình cục luôn. Không, quẹt ngón tay đi. Quẹt cũng được, quẹt cũng được. Tháng lâu ra nhỉ bạn? Mày hả con? Anh đặt ạ, anh đặt mà được trái rồi, để em chấp điểm nha. Ưng cho cãi luôn, được trái liền. Tiếp tục thôi. Ôi trời. Đừng luôn. Trời ơi, thú dữ. Ok, ta ra chuyển thẳng các bạn nha. Thôi tiên kinh cả trang điểm cho em. Đó. Em giác kinh, dạ. Anh trang điểm lại hả? Rau các bạn. Ngon miệng ai? Ai uống rau nè. Hiệu cố gắng rồi. Sẽ đi tâm điểm. Mình sẽ trả thù. Điều trả thù đi hiểu. Để mình tâm điểm lại đi mọi người. Một lần thôi. Ok. Đó, hiệu là phục thù các bạn nha. Đó, ba bạn này. Tâm điểm lại cho anh Đạt. Tâm điểm kiếm được Đạt. Xin mời kênh giao viện em chút. Ê, hắn đặt. Rau lên đấy, nó gặp rau là rau thế. Rau, đúng rồi không ạ? Đó, bây giờ này, anh có 3 cái xoay này, chơi chứ lai này, đó, vòng khả này, vòng quả thương này. Người nó chuyển thẳng là được quẹt, nhưng mà được một quả xoay nữa. À, một người là một quả luôn. Đó, nghe nhiều người là không được, không được ăn nha. Ok nha, có chết có chiêu. Ok. Ok. Mình cố gắng mọi người. Ít cậu. Rau. Rồi đi. Cảm ơn mọi người. Một người dắt này. Ai vậy? Dùng được luôn mọi người nhé. Anh Đạt cũng được nhận dương cho em. Anh Đạt cũng muốn nhận dương cho em chứ. Đừng. Thôi mà chủ đừng. Ok. Kinh tế người đầu tiên nha. Quẹt cái đàn ạ. Anh tâm điểm cho em rồi, chứ em tâm điểm là thôi chứ. Cái mũi ăn cái mùi cao nè. Còn đi ạ. Mọi người
Lại thương thương luôn, thương thương luôn. À, được lừa luôn. Thương thương của mình là một cái số 7 nhé. Còn mình số 9. Bởi vì hấp dẫn. Thôi như cảnh đạo mà. Không tự lực ai người này làm. Nếu kiếm thẳng được kiếm ăn 3 xoài luôn. Còn nếu mà thương anh em thì chia anh em, không thương thì thôi tự ăn. Là phân thương một kiếm. Con người chuyển thẳng hay quá. Ủa lý anh em. Ok. Chuyển thẳng quá. Mình tạm biệt là cho anh kiếm nha. Sao mà anh kiếm cái trái gì. Ui mà tạm biệt kiếm cho. Ừ. Mình chỉ cho anh nhìn dừng vào mặt anh. Các bạn, trong điểm nó la lắm. Mình dọa cho anh nhìn chứ. Mình chẳng mình đừng một cái số anh. Đó, được rồi. Là con quà cuối nha. Con quà cuối rồi bạn. Đó, đại ca cố gắng đây, cái chi đường này. Rồi, xong. Đại ca là thật nhỏ rồi bạn. Anh. Anh đặt á, 1, 2, 3, 4, 5, đó. Ồ, phân thẳng của kiếm tay rồi bà, này hai quả nghe bà. Hai quả. Rồi ăn thịt không? Ăn luôn à? Ăn thịt luôn. Không chia cho đồng đội đúng không? Đồng đội à? Thôi tặng em về một quả đi. Tặng cho đồng đội cái vò. Để ăn chia cho bà ngay. Ăn luôn rồi, cái bà ăn luôn rồi. Đó, mình chia cho đồng đội rồi. Anh em mình ăn, vô nè, vô nè. Yeah. Thôi anh em mình sẽ nướng, mình sẽ nướng các bạn nhé. Nướng cho xong rồi anh em mình sẽ ăn ăn tối nhé. Đặt gà ăn vọ các bạn. Em ăn tống ấy. Trời ăn đi, ăn thằng thằng hai cụ. Nội dung kinh tây răng rồng đuổi các bạn. Có thì nói với cuộc sống mà. Những người ăn người không cũng được nữa. Yeah. Biết là game nhưng mà chơi để giúp bạn nhập phần độ thôi. Nhưng mà anh em cùng san sẻ được nhau ta anh em, anh em mình nhá. Đúng rồi. Anh em mình ngày nào cũng tìm thức ăn mà nên phải cố gắng tìm thôi. Còn có mình ăn thì chia ra. Mình khó các bạn. Và khi mình ăn đại thôi. Anh em mình chén bơ xuống luôn xuống được với nhau. Đúng rồi, nếu bây giờ Kim cho ăn mà vừa đạt bắt tôm nhiều cũng cho Kim ăn lại. Đời nào anh mình sẽ cố gắng bắt nhiều tôm thì mình ăn. Này anh em mình đi sinh tồn với nhau thì đồ ăn thì mình chia cho nhau được bạn. Người ăn miệng cho có sức các bạn. Chờ người ăn người đổi đúng rồi anh em mình cố gắng để làm ra nhiều video cho các bạn thấy hay thì bạn đăng ký kênh like share bấm một chuông các bạn để cho anh em mình có nhiều động lực hơn để anh em mình làm ra nhiều video hay hơn. Còn bây giờ anh em mình tiếp tục nướng đường cải còn nhỏ thì ăn xoài trong thời gian con chỉ nó em nữa con muốn có bằng to cho anh em nữa tặng chỉ em nha quay clip ăn cho mọi người xem nha con chỉ nè mấy con nhỏ sáng luôn nha. Ấy lắng chiều anh em mình qua, giường chiều mạc anh em nắng xuống anh em về nhà tắm rửa. Ở trên tuổi rồi. Đó, anh em bừng là mùi tiêu huyền thoại các bạn, mùi ớt, ớt mùi tiêu. Đó, cả ăn bếp các bạn. Mày ăn đi. Ăn em. Mời các bạn ngủ một cái. Ừ, cả ơi. Ở bên. Làm gì vậy? Mọi người ăn mình cả thịt chẳng à. Ừ. Nướng còn vị đẹp thơm. Nước mưa cặn cặn cặn. Mời mọi người ăn nhé. Ừ, ngon quá. Khá, khá đẹp nè con ơi. Chịp thằng bự 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 bự. Được mấy lớp hết món rồi mọi người. Ôi, thịt cả chẳng dễ quá. Đó. Thịt chẳng bóc chứ. Ồ, nghe bà mấy mặn bắt được muỗng cà dìa nữa các bạn. Cái gì khá ngon. Còn cuối đạt chụp luôn mọi người nha. Đó, ịt chứ mà. Thì bắt được bao con ịt mà xẻ hai con thôi. À, còn con ăn, mình ăn được con. Cua thế, cua với cả dưa này. Mình ăn này của mình nha. Ừ. Em nên lượng ăn cái gì trong đó, đau đau đau, ngon luôn đi. Ăn đau đau luôn nha. Ăn cái nữa. Đến vị khá nặng các bạn ơi. Làm miệng một dưa nè. Mình làm miệng đuôi cổ cái cũng cái dưa có đạo lắm mình ơi. Ừ. Mình người ăn miệng cùng dưa, cả dưa nè. Ừ. Như chịu nhiều không á. Làm cua thì viên cua thôi, nghe mấy bằng trụng cua nữa. Đi bắt cua đi viên á. Bẹ cái mình ăn á. Cái này. Càng chịu này đó. Ăn bẹ cái to to mà ăn. Ăn bị ngon cho sướng nhá, ăn cái nhỏ nhỏ nữa. Đây. Cảm ơn chú trưởng ạ. Cảm ơn mẹ cà viên á.
Trang nghĩ rằng mềm đi. Quá nặng quá, mình phải hello nghe mọi người. Đi. Mình ăn gì nào bạn ơi? Để ăn bữa khuya cua của trưởng nè. Ăn cua đi. Anh em mình đang ăn bằng bò. Bò tỏi quá này. Bò tỏi quá. Cùng dây luôn chị. Ngon ngon ngon. Ngon ngon nha. Ngon ngon ngon. 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 Tối ba cái xôi này, đi lưu cho ăn đi. Đi đi, chẳng có một bộ. Bàn con xéo quá. Đi đi, bà, lưu nó ngon. Đi lưu cho nó ăn. Để cho bà hiểu hiểu nói chuyện ăn liền. Đi ăn cái, đi lưu đi lưu, xin mời xin mời xin mời. Anh em đã hụt xong, anh em mình cùng về tổng sự con trời của bà. Vâng, vâng. Ăn xoài cho, ăn rồi xoài qua này. Quá đạt đi mọi người này. Đó, bà mọi người nghe. Ngon lắm mọi người. Món quá hấp dẫn. Thịt tê. Ừ, quá đạt mọi người. Chạy được miếng luôn. Anh em ăn xong, anh em mình dọn dẹp, anh em mình về nhà tắm rửa mà trời sắp tối rồi nha. Clip anh em xuất tại đây thôi bạn nha. Thì mọi người thấy hay, cho anh em mình một like, subscribe, đăng ký kênh và ủng hộ cho tạm các bạn. Và bây giờ anh em mình chào các bạn nha.